Dưới đế giày của Louis phát hiện được một số đất. Sau khi đem xét nghiệm, trong đó có thành phần nitơ, phosphor và kali. So với thành phần đất ở bên ngoài nhà Sharon là giống nhau. Cho nên Louis chắc chắn có đi ngang con đường bên ngoài nhà của Sharon. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, trên giày của Louis, chúng tôi không tìm được thành phần nước ngọt. Lúc hung thủ rời khỏi hiện trường đã từng đập ngã cái thùng rác và lon nước ngọt. Đôi giày còn dẫm lên nước ngọt. Nhưng bây giờ đế giày của Louis không có thành phần nước ngọt, vậy có nghĩa là anh ta không phải là người tấn công Sharon. Tôi cũng kêu đồng nghiệp điều tra Jackie. Đêm xảy ra sự việc, anh ta đang ở quán bar đồng tính, quen biết được một người bạn, suốt đêm ở bên người đó. Cho nên cả hai người này đều có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Còn hai vết tì trên tấm thảm trong nhà của Sharon, sau khi xét nghiệm xác định trên đó có hydramethinol, tức là thuốc diệt kiến, là thành phần thuốc nhử dùng để diệt kiến hay gián. Trong nhiều loại chất diệt sâu cũng đều có, đặc biệt là những người ở thôn quê thông thường đều sử dụng để diệt kiến muỗi. Nhưng mà loại chất diệt sâu này ở nhà Sharon cũng có, không phải có từ bên ngoài, rất khó tìm được phương hướng. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa giải thích được tấm thảm trong nhà của Sharon tại sao có hai vết tì đó. Chứng cứ còn mập mờ, nhân chứng lại nhìn không rõ. Ý cô nói là Sharon hả? Ừ. Chúng tôi có nói chuyện với cổ, thấy lời khai của cổ có rất nhiều nghi vấn, hơn nữa hay tránh ánh mắt của tôi. Cô thấy cổ có tật giật mình sao? Cổ cố tình tránh khỏi ánh mắt của cô, hay rất tự nhiên chuyển sang hướng khác, chẳng hạn như nhìn trái hay phải? Có lẽ là bên trái. Sao lại hỏi như vậy? Nà não con người chia làm hai bên trái phải. Bên trái phụ trách điều khiển ngôn ngữ và tư duy, còn bên phải phụ trách không gian hình tượng và thông tin. Nếu đột nhiên cô đặt một vấn đề khó đối với người nào đó, mà tầm nhìn của người đó vốn là nhìn thẳng, lập tức chuyển qua trái, vậy có nghĩa là người đó đang dùng lý trí để suy nghĩ. Họ đang nghĩ nên cho cô một đáp án thế nào. Vậy tức là lúc đó Sharon rất có thể đang đặt chuyện. Xem ra Sharon là nạn nhân không hợp tác chút nào. Nhưng tại sao cô phải nói dối? Tại sao cô phải bao che cho hung thủ đó? Con người biết nói dối, nhưng vật chứng thì không thể. Chúng ta có thể xét nghiệm lại lần nữa, có thể sẽ có đáp án. Nhưng tôi nghĩ hoài cũng không hiểu, thật ra động cơ của hung thủ là gì? Tại sao hung thủ lại đột nhiên tấn công Sharon? Tối qua tôi lên mạng nói chuyện với Tiểu Nhu. Gần đây cô đang nghiên cứu một vụ án, chính là một fan hâm mộ bên anh. Mức độ hâm mộ thần tượng của anh ta đã đến cực đoan. Anh ta muốn tự tay hủy diệt thần tượng của mình để được mãi mãi thuộc về mình. Tôi sẽ điều tra từ hướng này. Cảm ơn Tiểu Nhu giùm tôi. Dương Vật Thân, anh đang nói sao với em? Nè, bây giờ anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi một câu nói của anh sẽ trở thành chứng cứ khiến anh chịu hình phạt. Em nói gì vậy? Anh làm chuyện có lỗi với em hồi nào? Nè, hôm nay anh thử xe mới, nhưng người anh đón không phải là em. Em là em họ của anh, em còn địa vị gì trong lòng anh đây? Anh đang nói sao với em? À, rất đơn giản. Có thể người ta thật sự muốn bày tỏ đã có hẹn rồi ha. Em cảm không cần cô biết. Tóm lại anh có mới nới cũ, vong ơn bội nghĩa. Có chiếc xe mới làm vợ thì không quan tâm em họ này nữa, đi chơi cũng không rủ em, tội càng nặng thêm. Được rồi, bất quá lần sau anh cho em quá giang vậy được chưa? Tất nhiên rồi, thêm bữa tiệc cua ở núi Lưu Phù nữa. À, người này chính là má của Doanh Doanh mắc bệnh ung thư máu. Tội nghiệp họ lắm, đến bây giờ vẫn chưa tìm được tủy thích hợp. Báo chí truyền hình hay kêu gọi mọi người đi xét nghiệm máu. Chính là đứa bé mà thần tượng Sharon của con hay kêu gọi chứ gì? Ý, không phải, cổ không còn là thần tượng của con nữa. Từ khi con nhập cuộc điều tra vụ án của cổ thì càng lúc càng biết nhiều chuyện xấu của cổ. À, hèn gì, cái hộp mà trước đây con rất quý đi dài lại quăng lung tung, thì ra thần tượng con bị xóa sổ. Ý, đừng nói là em không thương anh, hay nói em ăn chùa của anh. Tặng cho anh nè. Chờ, cảm ơn nghe. Không có gì. À, cảm ơn. Ê nè nè, chữ này là Sharon viết hả? Dạ phải, chính mắt em nhìn thấy cổ viết mà. Còn có vẻ rất nhiệt tình. Sao hả? Có manh mối không? Hôm đó tôi nhìn thấy tờ nhạc phổ này, tôi nhìn thấy chữ em, hai chấm phía dưới kéo ra thành vòng tròn, giống hệt cách viết của tôi, cho nên tôi rất có ấn tượng. Nhưng tối qua tôi thấy hộp dây chuyền của Formula, chữ em mà Sharon viết là hai chấm rất rõ. Tôi có hỏi Formula, nó nói là nhìn thấy chính tay Sharon viết. Bây giờ nhìn kỹ, hai chữ này thật sự không giống nhau. Trong đó tổ trọng án có gửi một bản khẩu cung qua, nói nhập phổ này là Sharon viết, cho nên chúng ta mới không xử lý. Không ngờ chính vì vậy có thể chúng ta đã bỏ sót điều gì. Nhưng thông thường kiểm tra nét chữ, trước tiên phải tìm ra đặc tính của nét chữ,
chẳng hạn như hình dạng của chữ đột nhiên lệch về tỷ lệ đường nét. Nè, cách viết đánh tròn giống như loại này chính là một trong các loại so sánh. Rõ ràng chữ trong nhạc phổ này và chữ trên hộp là do hai người viết. Vậy tức là nhạc phổ này không phải chính Sharon viết. Đâu có gì lạ. Bây giờ rất nhiều ca sĩ được gọi tự sáng tác cũng đều nhờ người khác viết nhạc giúp mình, rồi là bộ đó là tự viết. Tôi nhớ đêm đó khi tôi vào nhà tìm chứng cứ, trong thùng rác có rất nhiều tro giấy. Vậy tức là đêm đó Sharon đã đốt rất nhiều nhạc phổ. Thật ra cũng muốn che giấu điều gì? Nhạc phổ có liên quan đến việc cô bị tấn công không? Ý, nhạc phổ này đã bị rách, được dán lại bằng băng keo. Nhiều lúc băng keo cũng là trợ lý tốt của chúng ta. Có lớp da, có dấu vân tay, dường như đã tìm được thứ mà chúng ta không ngờ. Madam, hình này là lấy từ công ty của người quản lý về. Toàn là hình mà mấy tháng nay Sharon vừa hoạt động đã chụp. Tôi đã điều tra, mấy fan hâm mộ ở hàng trước mình cũng đã từng dự 3-4 lần. Nhóm này là fan hâm mộ chuyên nghiệp. Dù hội hâm mộ của ca sĩ nào biểu diễn ở siêu thị họ cũng đều có mặt cả. Được cái là người nào cũng làm ra vẻ nhiệt tình và nhập vai, phải nói là rất chuyên nghiệp. Nhưng mà cũng có một fan hâm mộ trung thành. Nhưng tại sao lần nào cô không thấy mặt ảnh? Ivan Bell, trên nhạc phổ của Sharon chúng tôi tìm được miếng da và dấu vân tay. Sau khi so sánh ADN, ADN ở miếng da và ADN vết máu trên con dao cạo trái cây trong nhà của Sharon là giống nhau. Hơn nữa chữ trên nhạc phổ không phải là do Sharon viết. Sharon nói đã từng lấy dao gọt trái cây làm hung thủ bị thương. Cái được gọi là hung thủ có khi nào là chủ của nhạc phổ? Tôi chỉ muốn giao tận tay thứ này cho Sharon. Tôi gửi lại sẽ đi liền, tôi sẽ không quấy rầy cổ đâu. Thật sự không được mà. Cô làm ơn đi, tôi gửi lại sẽ đi liền. Xin lỗi nha anh, tôi không giúp được anh đâu. Cô làm ơn đi cô y tá. Tôi không giúp được anh đâu, anh đi đi. Chuyện như vậy cô y tá. Anh này ảnh. Chúng tôi ở tổ trọng án Tây Cửu Long. Xin hỏi tay của anh làm sao bị thương vậy? Bị dao đạp phải không? Đạp Gia Lạc, anh ở đây làm gì? Sharon, anh... Cô đừng căng thẳng quá, tôi chỉ hỏi anh vài câu thôi. Anh đã nói gì với họ vậy? Cô Quách à, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về những người chung quanh cô, hy vọng sẽ giúp được cho vụ án này. Vậy sao? Madam, cô giúp tôi hả? Tôi không nghĩ là cô đang giúp tôi. Ngược lại, tôi cảm thấy cô cứ liên tục quấy rầy tôi, mà còn lén lút điều tra những người bên cạnh tôi, khơi chuyện đời tư của tôi. Thật ra không muốn điều gì. Cô có biết làm như vậy ảnh hưởng công việc của tôi hay không? Chúng tôi không có hứng thú khơi chuyện của cô. Là do cô có quá nhiều chuyện để che giấu chúng tôi. Tôi chỉ muốn điều tra ra sự thật. Nếu như mà cô không hợp tác với chúng tôi, chỉ mất thời gian của chúng tôi thôi, lãng phí cảnh lực. Cô nói vậy là sao chứ? Ở đây là bệnh viện, không được chụp hình. Đâm Gia Lạc, chúng ta đi. Xin lỗi nha, anh này chưa đi được. Tôi còn có chuyện muốn hỏi ảnh. Cô Quách, cô cũng vậy. Phiền cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Tra, không biết điều tra cái gì. Bỏ đi, tôi không cần cô điều tra nữa. Chuyện đêm đó tôi quyết định không truy cứu nữa. Hồng Kông là xã hội phát triển. Cô Quách à, vụ án của cô là vụ án hình sự gây thương tích. Không phải cô nói một câu không truy cứu thì có thể bỏ qua. Tôi khuyên cô tốt nhất là hợp tác. Đừng để phóng viên họ nhìn thấy khiến chúng tôi khó xử. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.